10 cặp bé thì mình bớt tiền thì bắt 8 cặp to. Đấy, về đỡ vất vả. Đúng rồi. Và cho em hỏi vốn khởi nghiệp tầm bao nhiêu là đủ? Vốn khởi nghiệp thì không bao nhiêu là đủ cả. Để nói về vốn khởi nghiệp thì vô vàn lắm. Có ít thì nuôi ít, mà có nhiều thì ta nuôi nhiều. Không thể biết được vốn bao nhiêu. Có người đến đây chỉ mua 1 cặp, 2 cặp về để nuôi thử thôi. Có người thì mua khoảng tầm 5-7 cặp, người thì 3-40 cặp. Còn hôm nay là em mua bao nhiêu cặp đây nhỉ? 10 cặp. Đối với 10 cặp này là sau 1 năm mà nó đã nhân lên được khoảng tầm 20-30 cặp. Thì đến cái lúc đấy là em có đàn ở trong nhà rồi. Là mình có thể ở nhà là làm hẳn cái ngày này luôn đấy. Đúng rồi. Nếu mà xác định mà về là phải ít nó phải có trên, ít nhất là phải có trên 20 cặp thì mới ra mới đủ thu nhập của mình. Trên 20 cặp nó tương đương với 20 mẹ lợn nái đấy. Tính ra lợi nhuận đấy so với hiện tại em thấy nó lợn đấy. Đúng rồi. Anh cứ cho như thế thì nhiều khi mình nói nhiều quá người ta không tin đâu. Thì nếu mà như những người hộ mới chăn nuôi ấy, là mỗi một cặp bố mẹ này một năm như chỗ anh đây này là đang kiếm được khoảng tầm trên 20. Khi mà cái đàn con nó sinh ra thì mỗi một con non con mẹ này một năm nó sẽ đẻ được khoảng tầm 10-15 con non. Nhưng mà mình mới nuôi mình chỉ kiếm 10 thôi. Không gọi là em đặt cọc là anh giữ lại, chứ không phải là anh bán lâu rồi đấy. Đêm từ hôm qua đến bây giờ rất nhiều người đến hỏi cái này vì thứ bảy với chủ nhật này người ta đến nhiều lắm, là anh chỉ bán cái loại tầm hơn 1 cân thôi chứ anh chưa dám bán cái này. Bây giờ cũng có người đây, anh kia anh ở Thái Bình lên đang đợi, là chỉ đợi em bắt xong rồi để anh bắt đấy. Nọ em là thấy nhìn thấy đẹp em biết là em phải đặt biết rồi. Bán cho mấy ông mà bên nông nghiệp, làm bên nông nghiệp ấy là rất dễ. Còn mấy ông mà bộ phố về quê là kinh lắm. Còn chưa biết nuôi con gì. Có người nuôi được, có người không, có người mát tay. Đấy. Còn những người mà ví dụ làm chuồng trại mà không ra gì nhá, về nuôi còn khó. Còn nói chung mình phải tìm hiểu trước. Hiểu trước về có hỏi thêm kinh nghiệm thì thấy chắc thì mình vào thôi. Chuồng trại thì em nghĩ phải chọn nơi mà nó mát mát tí, có bóng cây nó mát tí. Con này nó ưa mát, ưa tối mát. Giống thì nên chọn cái loại mà nó cũng to rồi, chứ lấy bé quá về nó cũng dễ gặp môi trường khác nó cũng khó.